Mình sẽ tiến hành giả lập bằng máy đọc lỗi Moto 100 Pro, giả lập tín hiệu công tơ mét ở trên một cái đồng hồ SH2015. Mình vào mục giả lập, đồng ý, mình chọn tín hiệu VS. Rồi, ở đây chúng ta thấy kim công tơ mét đã hoạt động. Rồi, mình sẽ điều khiển cái tín hiệu xung, mình sẽ cho báo kịch. Rồi, như vậy là kim công tơ mét hoạt động rất trơn tru, không bị lỗi, không bị giật. Mình sẽ giảm tín hiệu công tơ mét. Rồi, giảm tiếp. Ok, bây giờ mình sẽ tăng thêm một lần nữa. Đó, 560 Hz. Mình sẽ tăng lên 900. Rồi, như vậy là kim công tơ mét báo kịch luôn. Kết luận, kim công tơ mét, cụm đồng hồ và mạch dẫn là tốt, không hư hỏng gì.